Tại thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc, nhiệt độ vào mùa đông có thể giảm xuống thấp nhất ở mức âm 35 độ C. Nhiều người địa phương cho biết họ bắt đầu luyện tập từ mùa hè cho sự kiện này. Tôi cho rằng bơi vào mùa đông là một cách rèn luyện ý chí, nó rất có ích. Bơi lội mùa đông đã giúp tôi cải thiện sức khỏe. Sự kiện này là một trong những hoạt động điểm nhấn của lễ hội, thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Tinh thần thách thức bản thân của hoạt động này rất đáng hoan nghênh. Rèn luyện tinh thần này sẽ giúp chúng ta có thêm năng lượng sống. Lễ hội băng của Cáp Nhĩ Tân bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 và sẽ kéo dài suốt một tháng. Mỗi năm, sự kiện này thu hút hàng triệu khách du lịch đến tham quan.